Thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn về cái kỹ thuật mà ghép hai gốc nuôi một ngọn của cây bơ 034. Thì thông thường á thì cái cách làm này hầu như nhiều bà con chúng ta làm rất là nhiều. Cái mục đích như thế này á thì làm cây sẽ khỏe hơn và nó sẽ mạnh hơn. Và cái thứ hai nữa là cái năng suất với lại cái hiệu quả nó nhanh có quả hơn so với bà con một gốc. Thì đây là cái cây bơ, một cây bơ thực sinh và một cây bơ đã ghép sẵn rồi, đó là giống 034. Thì mình sẽ ghép và ép chui vào cái ngọn của cây bơ thực sinh vào cái ngọn cây bơ ghép. Này các bạn xem nha, rất là chú ý nha. Thì về kỹ thuật á thì hầu như mình ghép rất là nhiều rồi và nói bà con xem rất là rõ. Nên đối với cái kỹ thuật này á, mình sẽ quay rất là chi tiết và cụ thể cho con. Thì những cái vấn đề mà ghép như thế này á, khi mà ghép chui như thế này đối với cây bơ á, thì tỷ lệ sống rất là dễ và rất là nhanh so với bà con ghép ngọn với ngọn. Vì cái này đều là hai cây bơ riêng và hai cây bơ thực sinh hết cả, hai cây bơ gốc riêng nhau hết, đều là ngọn hết. Cho dù bà con cắt hai cái ngọn thì nó sẽ nứt hai cái ngọn mới ra, thì sống rất là nhanh. Thì thay vào đó bà con áp theo kiểu này á thì rất là nhanh. Thì cái vết áp dù nó còn cỡ 2 đến 2,5 cm. Con ghép áp vào nhau thì mình làm vừa nói với con nha. Cái chiều vết bát nói chung là bà con ghép theo hình lưỡi gà mỏng. Sau đó bà con tiến hành thứ nhất là chuẩn bị cho mình là một cuộn dây quấn ghép tự hủy. Tiến hành bà con ra quấn. Nên nhớ giai đoạn là con quấn cho chặt nha. Bà con đặc biệt là quấn cho chặt và cho khít và quấn xung quanh từ ngọn đến xuống chỗ cái vết bát. Thì sau khi bà con quấn xong á thì cái tỷ lệ sống nó rất là cao, tầm khoảng 10 đến 15 ngày bà con thấy cái vết da đã liền rồi. Và sau này cái tỷ lệ mà nuôi cây rất là khỏe và tỷ lệ kháng bệnh rất là cao. Những cái bệnh mà xì thân thối mũ á thì bà con sẽ cũng không bị lo. Vì cái bệnh mà bệnh ở bên cây bơ thường chúng ta ghép vào, cây bơ hột chúng ta ghép vào rất ít là cái bệnh xì thân thối mũ. Rất là ít, tỷ lệ rất thấp chứ không phải là không bệnh. Sau này mà lây ngã hay là gió bão này cũng rất là khó gãy cho đối với cây bơ chúng ta, vì lúc này là hai gốc nuôi một thân rất kỹ. Thì đó, nó là toàn bộ quá trình mình ghép cho con xem á. Thì sau này cái bơ này nó sống á thì mình sẽ tiến hành mình quay và kiểm tra cho các bạn và con xem. Thì đó là cái tình trạng mà bơ 034. Thì tí nữa mình sẽ quay cho bà con xem về cái vườn 034 ở sau clip này, sau khi mà có những cây bơ đã ghép xong, trái rất là nhiều và sai. Đây toàn bộ quá trình mà ghép cây bơ 034 đó, bạn con xem. Đó là hai gốc nuôi một thân, một cây gốc bơ sẵn và một cây bơ thực sinh. Đó mình ra cái chi tiết. Thì đối với những cây bơ thực sinh như bà con trồng á, nó lên nếu mà trồng đất nó hợp hay là thổ nhưỡng nó tốt á, thì tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây bơ thực sinh rất là nhanh. Thì hầu như gần đây thì một số bà con chúng ta á, đa số là ghép bơ thực sinh vào giống bơ như là 034, bút rồi lem hát đinh, nói chúng là rất là tùy vào nhu cầu của bà con nông dân chúng ta. Bà con chúng ta ghép những dòng bơ khác nhau. Thì mình nhắc lại, đối với những cái dòng bơ như ghép chui như thế này thì bà con có thể bón phân bình thường, có nghĩa là sau khi ghép bà con có thể chăm sóc bình thường vì nó là cây thực sinh sẵn. Còn đối với trường hợp bà con ghép ngọn thì mình khuyên bà con là không nên chăm sóc phân bón trước giai đoạn chuẩn bị chúng ta ghép. Thì cái này bà con chui vô nên cái vấn đề mà phân bón bà con vô tình là bón thì bà con có thể chui vô được, không ảnh hưởng gì. Đó là mình nhắc lại nha. Còn đối với những trường hợp mà đã chuẩn bị ghép ngọn thì con không nên bón phân. Đó là mình chia sẻ theo quan điểm của mình. Và tiếp đến á thì mình sẽ quay cho các bạn con xem về cái vườn bơ 034. Thì đây là một vườn bơ 034 trái rất là dài và đẹp, chung nhìn vô rất là thích. Thì hiện tại giá của bơ 034 cũng rất là cao, nói chung là ở thị trường hiện tại bây giờ hai giống bơ mà giá cao nhất thì đó là bút và 034. Nhưng thị trường hiện tại bây giờ là bơ 034 đang vẫn đứng đầu với giá rất là cao. Thì bơ bút cũng đang bắt đầu mới trái non, trái trứng gà trứng ngỗng thôi. Còn bơ 034 mình nói chính cho con xem á, mình quay clip này á, vô cây bơ đầu con xem thấy không, trái rất là nhiều, rất và đều, trái dài, có trái nữa gọi không bê 040 luôn, nhưng mà là 034 nữa, có những trái bơ nó dài.
dài 30-40 phân, nói chung là rất là dài. Nói chung về giống bơ 04 á, nếu bà con chăm sóc rồi bón phân đầy đủ á, phun dưỡng trái bò xích thì trái chúng ta rất là dài, đều, xanh và đẹp. Thì với toàn bộ cây bơ mình quay bà con xem á, các bạn xem á, giống bơ rất là đều, xanh và đẹp. Trong bề 034 hiện tại tỷ lệ đậu trái thì nó vẫn dễ hơn bơ bút, nên qua đó một số bà con bây giờ chuyển đổi qua 034 rất là nhiều. Thì về cái giá cả đó là theo thị trường của Việt Nam chúng ta, trong hiện tại ở gần nhất vài năm nay thì giá bơ 034 rất là cao và đỉnh điểm lên tới vài trăm nghìn một ký, có nghĩa là 200-230 một ký. Thì nói chung tùy thị trường, có lúc giá cao lúc giá thấp. Thì cái này clip mình quay thực tế là ngày 29 tháng 6 2019 á, về cái vườn bơ 034 của bà con nông dân tại Đắk Lắk chúng ta. Thì ở mỗi vùng mình sẽ quay cho con xem những cây bơ, những giống bơ, những cái thổ nhưỡng sẽ khác nhau. Thì hôm trước mình cũng quay cho con xem về thổ nhưỡng của bơ bút ở Lâm Hà, thì clip 96-95 đó, phân trái rất là nhiều với 16 hectare. Thì còn cái này mình quay cho con nông dân ở Đắk Lắk thì họ trồng sen với tiêu. Thì đây toàn bộ cây bơ 034, thì bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video bên trái cây theo mùa Lắk. Mình sẽ quay rất là nhiều và clip về cây bơ, một số cây trồng khác để cho bà con xem. Đó, bà con thấy không? Đó, mình sẽ quay từng cây bơ, nói chung là rất là chi tiết và tỉ mỉ cho bà con xem. Và bà con xem chúng ta một lần nữa, bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video bên mình nha. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.